Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là phần mic kêu gọi trên Samsung Galaxy A50 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Rất là nhỏ thế này. Khi Samsung Galaxy A50 nói đầu với cái nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc lúc không là do phần mic đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Hiện tại di động cao cấp.vn có tất cả các linh kiện trên Samsung Galaxy A50 nói chung và phần mic nghe gọi trên Samsung Galaxy A50 nói riêng thay mới vì các bạn. Quý bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99, kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể, chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.